Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em tôi Tây Bắc Tích Cô đi thăm một cái bản người Mông. Đây là một cái bản rất là xa trung tâm của huyện. Cái bản này nằm trong một cái thung lũng, cũng có khoảng mấy chục nóc nhà thôi nhé. Ở đây các cái rừng cây còn rất là xanh. Ở khoảng xa kia là cái đồi núi Chọc thì người ta đang có dự án trồng chè. Đấy. Hôm nay thì sẽ vào trong này thăm gia đình em Sáu. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa vào đây. Đấy. Còn dưới này là khu vực của đập nước dâng của thủy điện Bản Chát, khu vực bà con đang sinh sống. Đấy, những ngôi nhà người Mông rất là thấp. Đặc thù của người Mông là làm nhà thấp ở cạnh các cái sườn núi rất là cao. Đường rất khó đi. Để cố gắng quay cái đường đi vào trong nhà em Sáu cho mọi người xem. Mấy nay trời mưa, vì trời mưa cho nên là đường khá là xấu, bẩn. Biết là có đi được không? Để cái đường này là đường đất mà mưa rất là trơn. Trơn trượt. Nếu như mọi người mà chưa quen đi với những cái đường Tây Bắc như thế này thì lời khuyên chân thành tốt nhất là chúng ta không đi. Đây, chỗ này hoàn toàn không phanh được, nó có gần như là phanh không có giá trị thôi, phải phanh sổ. Con thả bò. Đây là những cái bụi măng này mọi người. Cho mọi người xem cái măng này. Dừng lại đây một chút, nên quay cái bụi măng này cho mọi người coi nhé. Cái măng này là một loại măng ngọt, có thể ăn sống được mọi người ạ. Đây là đang là mùa măng của Tây Bắc. Đấy, đi qua đường vào nhà em Sáu thì tôi có nhìn thấy một cái bụi măng này. Và nên quay cho mọi người xem cái cây măng. Đây. Măng này bà con sẽ khai thác cái măng này. Những cái củ măng như này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở trên rừng thì còn có rất nhiều những cái bụi măng này nữa. Đây. Những củ măng. Đấy.
những cái bụi tre, bụi măng trên rừng có rất là nhiều. Đi đường này gặp bụi măng quay cho mọi người coi xem. Cái đường đi rất là khó khăn. Thực ra đi bộ cũng thấy khó khăn chứ không phải nó đi xe các bạn. Lốp xe của tôi là giờ dính toàn bùn đất. Trong này gọi là có nhà nhưng mà đường thì toàn trong như trong rừng. Đường này là đường rừng, đường mòn thôi. Đường mòn người ta đi lại nhiều. Cũng thỉnh thoảng người dân đi lại thì mang cuốc xẻng để san ra một tí. Cũng nếu như trời nó không phải mùa mưa thì đi nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên vào cái mùa mưa này thì thực sự là vất vả. Chỉ có thể đi được bằng xe số hoặc là những cái xe gầm cao. Ở ngay cạnh bên đường còn có những cái cây khá là to và cao. Những cây này có chiều cao đến 20 mét các bạn. Anh biết cái này là cái gì không? Đây là gỗ này. Rất nhiều bụi tre. Cái gỗ ở đầu mỗi nhà này là cái gì không? Đây là cái gỗ này. Người ta đóng vào đây là. Anh biết cái đấy là cái gì không? Cái này là để ngồi để nghỉ giải lao. Cái này ví dụ bình thường mà khách quý đến ấy, mà họ biết ấy, là họ sẽ ra đây họ ngồi họ đón, họ đưa từ đây đưa vào. Ngồi đây đón. Để giới thiệu với mọi người nhá, tôi chưa tìm hiểu cái này. Nhưng mà qua giới thiệu của em Quân được biết rằng là đây là cái ghế ngồi mà khách đến thăm nhà. Ở đây thì đến nhà em đó còn phải 500-600 mét nữa, nhưng mà nếu như khách quý mà đến thì sẽ ngồi đợi ở đây. Chủ nhà ngồi đợi. Chủ nhà ngồi đợi ở đây. Đợi đón khách tại đây và dẫn vào nhà. Đó nha, đây là cái này thì nó mưa nắng thì nó cũng mục hỏng. Đây là cái chỗ mà để ngồi đợi khách. Phong tục, đây là một cái phong tục rất hay, rất là quý khách các bạn. Để ý thì nếu như người không để ý thì không biết. Một chi tiết nhỏ. Đấy, đón khách ví dụ như là trong những dịp là lên nhà mới này, ăn uống mới này, hay là cưới xin, ma chay, thì để đón khách thì chủ nhà sẽ ngồi ở cái ghế này. Đấy, đón những người khách sẽ đi từ ngoài kia vào, sau đó là dẫn vào trong nhà. Đấy, đây là cái giá trị của cái ghế này. Cùng lên đây quan sát cái chỗ đón khách của một gia đình khác. Thì nên xem các bạn nhé. Các bác mọi người đi Tây Bắc cũng nắm được cái kiến thức này để giới thiệu cho mọi người biết. Đây thì lại cái cổng vào một nhà người khác này. Những cái chỗ này, cái này thì không phải. Cái cục này lại có một cái. Không, nó chỉ là cái vị trí thôi. Có khi có nhà nó làm ghế, nhà nó không làm ghế. Có thể ngồi lên đây. Ngồi đứng. Tức là giống như cái mốc của lãnh thổ của một gia đình nào đó, để vị trí đầu cổng đón khách, gọi là đặt vị trí là cổng nhà mình. Hiểu là như vậy. Có thể ngồi dựa vào đây, đứng dựa vào đây để quan sát khi khách đến thì sẽ đón. Hoặc có thể có ghế ngắn hoặc cũng có thể là có ghế dài. Đấy nha, tìm hiểu sơ qua là như vậy. Cũng có những bản người dân tộc Mông làm những cái việc này, và có những bản Mông thì không. Đấy là do cái phong tục của từng nơi. Có ví dụ Mông ở tỉnh này thì làm như này, và Mông tỉnh khác thì có thể không làm như vậy. Tuy nhiên là cái sự hiếu khách của đồng bào Hmông thì chúng ta không thể bàn cãi được, là rất là hiếu khách. Thôi tôi dừng lại một chút để review thêm một tí cái bụi măng này ở ven đường và cái ghế ngồi của đồng bào Hmông để đón khách. Thì bây giờ là tôi cũng vào bất ngờ nên là em Sáu sẽ không biết để đón. Tôi chỉ có báo là hôm nay tôi sẽ vào chơi thôi, còn không biết báo vào giờ nào. Cho nên là em sẽ không ra đây ngồi đón các bạn nhé. Và trời nó cũng mưa nữa. Nên bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục để vào trong này.
đi quá các bạn, rất là khó đi. Tôi có vào đây một số lần để đi bắt ong mọi người ạ. Ôi, anh chào em nhá. Anh khỏe. Mưa quá. Mưa quá, lâu quá, đường khó đi nhờ. Mưa quá, khó đi lắm. Anh khỏe nhá. Khỏe em nhá. Mọi người có nhà không? Vợ con có nhà không em? Khu vực dưới này rất là sâu. Cái khe dưới này rất là sâu. Ở dưới khe dưới kia là nước dâng của thủy điện mà. Ồ, chào nhá. Hôm nay hai vợ chồng ở nhà. Anh chào em nhá. Đây trong này có mấy gia đình. Cỏ nuôi nuôi bò hay nuôi lợn đây, cái cỏ này nuôi nuôi cá à? Đây là khu vực trước có cái tủ đây mà. Để kia là kia. Bên kia rồi. Lâu lắm rồi, gần 2 năm rồi. Giờ khu vực tiếp khách kia. Tại này công việc thế nào em? Công việc đi vừa đi xe ruộng nước. Ruộng nước à. Đi lại. Có nuôi được cá không? Cá. Mua cái thuyền đấy để mình đi thỉnh thoảng đi săn nán thôi à? Vâng, cháu em đi bắt cá, kéo cá thôi. Đi kéo cá, đánh lưới à? Vâng. Có thu được nhiều không? Cái đấy thu mùa liên là hơn mười mấy cân. Một đêm được mười mấy cân? Cái loại cá trắng bé bé bằng ngón tay này. Cá trắng. Gọi là cá ba sản à? Cá ba sản. Thế nên đánh được về thế có bán được hết không? Không, cái đấy chỉ ăn thôi. Chỉ ăn nhiều thôi nhỉ? Vâng. Thì cũng đỡ được cho cái phần thức ăn trong gia đình nhỉ? Anh xin. Uống nước này. Mời anh uống nước này. Anh xin. Em uống nước đi. Trong này thì các cái đường đi nối lại thì chỉ là đường mòn thôi mọi người nhé. Nhà này sang nhà bên kia cũng chỉ đi bằng đường mòn. Không có một cái đường nào là cụ thể cả. Vì mọi người ở đây đi đường mòn rất giỏi. Trước có vào vài lần đi cùng em Sáu đi bắt ong. Trên nhà em còn có rất nhiều tổ ong để trên các cái quả đồi, các cái đỏ ong. Cứ mỗi mùa ong là đỏ ong nó khác bay về những cái đỏ kia nó sinh sống và nó mình khai thác mật. Nó cứ tổ này đi tổ kia về liên tục các bạn. Nhà em cũng chưa làm nhà to cho nên là nhà cũng còn khá là chật. Khu vực nuôi ngan, gà và trong này là chuồng trâu. Gà trâu. Căn bếp nhà em thì cũng khá là bé đó mọi người. Nó chỉ ở khoảng độ 4-5 mét vuông. Rất là sơ sài thôi. Bây giờ lại vào ngồi uống chén rượu tình cảm với lại gia đình nhé. Wow. Lâu quá rồi cháu nhỉ? Vâng, chưa được uống rượu với nhau. Chắc được 2 năm. 2 năm rồi nhỉ? 2 năm rồi. Đấy, khi nghe tin các anh vào đấy là cái... chuẩn bị cơm này, thịt xuống gà máy này. Thì không bỏ măng này. Đấy. Đây là măng luộc. Măng luộc. Đây là rau bí để luộc. Rau bí này, toàn quả nhà hết nhờ. Không phải đi chợ mua một cái gì cả.
rượu thì cũng tự lấu ra. Rượu đây mọi người, sáu trông thì trứng chạc này thôi, nhưng năm nay là cũng ba mấy nhỉ, ba này nhỉ. Ừ, đấy. 92 thì mới có 29 à, 29 nhỉ. Ừ, sinh năm 92 thì có mới 29 tuổi thôi. 92 độ này 29 tuổi, đẹp đấy, chuẩn bị 30 rồi. Rồi hai anh chiến rượu là lâu lâu quá. Chúc khỏe em nhá, chúc cho gia đình em chuyến rượu khỏe nhá, càng ngày càng mạnh khỏe này, càng làm được nhiều rồi nhiều rừng cây rồi là nương rồi là thu nhập được nhiều nhá. Vâng rồi, cảm ơn ạ. Thôi, chính là ngắt video ở đây để anh em trò chuyện một chút nhé.